Xin chào mừng toàn thể cô chú anh chị lại quay trở lại với kênh Vũ Vlog nhé. Vấn đề buổi chiều tối hôm nay thì em lại quay trở lại trang trại chuyên chăn nuôi ốc nhồi của chú Thơ Nghĩa ở Bắc Giang đây. Đây thì cái hình ảnh mà em đang chia sẻ đến toàn thể cô chú anh chị em là hai cái ao bên trên này. Đấy thì cái ao này là vừa qua là cũng kết hợp là vừa ốc bố mẹ và ốc thương phẩm này. Đấy thì chú là coi như đang đánh bắt dần nhá, đang đánh bắt dần này. Đấy hôm nay coi như bơm nước đi là nó đã cạn rồi. Đấy vì là để bán hết. Cái chương trình của chú là coi như cái ao này là từ dần cuối năm nhá, từ dần cuối năm là sẽ bán hết ở cái ao này. Đấy, bán hết ở cái ao này, bán hết ở ao bên này và cái ao ở điểm bên kia nữa. Đấy, nói chung là những cái ốc thương phẩm vừa qua, năm vừa qua. Đấy, và cái ao ốc bố mẹ kia kìa. Đấy, là bây giờ cũng chuyển hết sang làm ốc thương phẩm nhá. Đấy thì thời gian cuối năm là sẽ bán hết. Đấy, ở trên hai cái ao này. Quay trở lại bên dưới này cô chú anh chị nhé, quay trở lại bên dưới này thì nhà chú là vẫn còn hai ao đang hoạt động này. Đấy, ao bên này nhé, cái ao bên này thì là vừa qua là chú thả rơi vào tầm 7 vạn ốc thương phẩm cho đầu năm tới ở ao bên này rồi. Đấy, còn cái ao bên kia kìa. Đấy, cái ao mà vừa qua là chú lợp cái tấm bờ rô đấy, lợp cái tấm bờ rô đấy. Vâng, này cái ao bên đấy là cái ao ốc bố mẹ nhá, ao ốc bố mẹ của đầu năm tới. Đấy, ao ốc bố mẹ đầu năm tới. Đấy thì mặc dù là hai cái ao bên trên này, hai ao bên trên này là từ dàn cuối năm là chú sẽ thu hoạch và bán hết nhé, bán hết và tổng vệ sinh lại ao. Đấy, khi mà cạn nước cái chú thu hoạch bán hết ốc đi là sẽ phơi ao một thời gian cô chú anh chị nhé, phơi ao một thời gian. Đấy thì là sau đó lại rắc vôi bột rồi thì sau đó là mới lại sử dụng ao cho đầu năm tới. Đấy, để tránh cái trường hợp mà cái ao ốc nó bị ô nhiễm. Buổi chiều tối hôm nay đây nhá, buổi chiều tối hôm nay thì buổi chiều tối hôm nay là chú vừa bắt một ao, một bao ốc này. Đây cô chú anh chị nhá. Đấy, thì cái bao ốc này thì chú lại giao buổi sáng sớm ngày mai này, sáng sớm ngày mai toàn là ốc cò tướng này cô chú anh chị nhá, tình ốc cò tướng này. Nó đùa có những con sao nó to kinh khủng nhỉ. Một bao ốc à. Thế thì thực tế là em thấy chăn nuôi cái con ốc này nó mang lại lợi ích kinh tế là cực kỳ cao cô chú anh chị nhé. Đấy, như gia đình nhà chú đây, như gia đình nhà chú là coi như là nó cứ đều đều đúng không ạ, thu nhập hàng ngày nó đều đều. Đấy, vừa bán ốc giống và ốc thương phẩm hàng ngày, vừa bán ốc giống và ốc thương phẩm hàng ngày thì tự nhiên là nó sẽ mang lại những cái thu nhập nó cứ hàng ngày nó đều đều cho gia đình
cô chú. Đấy, mà trong cái đó là cái nguồn thức ăn của con ốc này nó cực kỳ là đơn giản luôn. Chính vì vậy mà gia đình cô chú anh chị nào mà có nhu cầu nhé, chăn nuôi mà muốn mua ốc giống hoặc là ốc thịt thì vui lòng liên hệ với cái số điện thoại của chú Thơ Nghĩa nhé, chuyên chăn nuôi ốc nhồi ở Bắc Giang, 0397 296 166 nhé. Giờ mới lại cho ốc ăn hả chú? Hả? Mai á? Vâng. Vừa rồi làm được cái mái bà rô ở cái điểm để sau này làm tráng ốc con, phải nói nhìn trông hoành tráng hẳn lên nhỉ. Yeah. Trước ở bên trên, trước bên trên che những cái tấm lưới nhìn trông nó như cái hạ dàn mướp ấy. Giờ làm được cái mái bà rô kia phải nói là nhìn trông ấy, trang trại nó hoành tráng hẳn lên. À vâng. À. Đây cô chú anh chị nhé. Đây này, tiếp tục là một cái ao này này. Đấy, thì cái ao này thì ở những cái video trước ấy là em vẫn hay chia sẻ đến tất cả cô chú anh chị em ấy. Đấy. Trước là đây là cái khu mà chú làm tráng ốc con này. Đấy, bên trên là căng bằng lưới đen, đúng không ạ? Lưới đen và cái bạt đen. Thì cái loại này nó không có được bền, phơi mưa phơi nắng, đúng không ạ? Thì được độ già nó thay vì cái lưới vừa rồi qua là chú có lập được cái mái này. Giờ mai kia là bên dưới sẽ đặt những cái tráng ốc con ở bên dưới. Đấy. Giờ đưa những cái tấm bờ rô vào thì nó quá hoành tráng luôn, mà hơn nữa là nó được bền, nó được bền. Đấy. Nếu như cô chú anh chị nào mà chuẩn bị nhá, chuẩn bị có ý định nuôi ốc này thì chúng ta cũng nên làm luôn, bên trên lập luôn bờ rô nhá. Đấy, thì thay vì lưới đen đấy hoặc những cái bạt đấy thì nó không được mấy. Đấy, thì mình làm cái kia nó được một lần. Đấy, mình làm một lần thôi, làm một lần thì mình sử dụng nó được mãi mãi, đúng không ạ? Vâng, thì tất nhiên là nó cũng không được mãi đâu, nhưng nó sẽ được lâu cái tuổi thọ hơn. Đấy. Thì đằng nào chúng ta cũng mất một lần tiền, đúng không ạ? Đấy. We'll be right back.
Rồi ok, thì khi quay trở lại gia đình thì em có một chuyện tương đối là buồn muốn chia sẻ đến tất cả cô chú anh chị em yêu mến kênh. Thì không biết là có gia đình cô chú anh chị nào yêu bưởi không nhỉ? Vâng, thì gia đình em thì có hai cái cây bưởi này đã gắn bó vài năm rồi cô chú anh chị nhé. Đấy thì vừa qua là em thấy cái màu lá này, thường thường là em thấy cái màu lá này nó chuyển ra cái màu nó hơi hơi bạc lá, tức là nó kiểu như nó kém ăn. Đấy thì vừa qua là cực kỳ là đáng tiếc là em tưới tưới đạm với lân. Thì những cái lần trước thì là không không vấn đề gì, nhưng lần này thế nào lại hỏng mất một cây, tiếc quá. Quả này, toàn bộ những cái quả này là em ghép vào cái dịp tháng 4 đấy, đã sống hết rồi, tức là những cái vết ghép là nó đã liền hết rồi. Cái bưởi này là cơ bản là mình chơi quanh năm với này, vào dịp Tết đúng không ạ? Đấy. Thì là vừa qua là em tưới là vẫn đạm lân đấy, thì là cái cây này không không vấn đề gì. Cây này thì không vấn đề gì. Rất tiếc là cái em bên này. Cô chú anh chị nhé, đây quả nhất là coi như là em đã ghép nó sống hết rồi, đang định bảo là bỏ những cái bọc bao bọc này ra đây, thế mà vừa mới tưới hôm qua hôm kia đấy, hôm nay lá đấy, héo này, hỏng mất cây bưởi, tiếc quá, gắn bó với mình mấy năm trời rồi, đấy, gắn bó mấy năm trời. Nó như là một người bạn ấy. Cô chú anh chị nhé. Buồn. Thực sự là buồn. Ở những cái vết ghép quả hôm vừa rồi em kiểm tra là nó ổn định hết rồi, nó liền hết rồi, nó đã sùi sẹo rồi. Đấy. Buồn quá. Đấy thì cứ bình thường ấy là mỗi khi mà đi làm về mệt mỏi là gia đình em là em đặt cái ghế đây này. Đấy, đặt ghế đây là nhiều khi là mình ngồi mát rồi thì ngắm cây ngắm cối nghe nó cũng thư thái con người. Hôm nay nó hỏng mất một cây rồi, tiếc quá cô chú anh chị nhé, thực sự là buồn. Đây còn đây gốc bên này thì không không vấn đề gì. Thế thì có cô chú anh chị nào mà chuyên chơi bưởi chẳng hạn, hoặc là cái phương thức chăm sóc cái bưởi cảnh này nó như thế nào thì hãy comment nhé. Đấy, em vừa rồi là tưới đạm lân ấy, hỏng mất cây bưởi kia, tiếc quá cô chú anh chị. Giờ em nó như thế này. Ai giời. Thực sự buồn quá. Cái quả chắc là em ghép vào dịp tháng 4 là coi như là ổn định hết rồi. Đấy. Chương trình để chơi Tết giờ hỏng mất thế này, thực sự là buồn luôn. Chán ghê. Giờ lại còn một em này nữa thôi. Chán thế.
Thế thì những cái lần trước thì em vẫn tưới đạm mà và lân vậy thôi, không không vấn đề gì, không vấn đề gì. Thế mà vừa qua tưới hay là dính vào cái dịp rét này nó ảnh hưởng không biết nữa. Cô chú anh chị nào mà biết được cái khâu chăm sóc bưởi cảnh này thì hãy comment nhé.